Chị này gấp chai liên nhận tốc cần chai liên tục tốc cần này nó list trên con market cap và có cô người ta bạn và list rất là nhiều sàn giao dịch để tham gia giá hôm nay các bạn list con liên mô tả mở telegram các bạn chúng ta chat chatbot này các bạn một tốc cần này đây con chắc của nó nè các bạn vào con chắc nó các bạn rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn lướt gấp cha này các bạn khi tham gia dự án này các bạn sẽ nhận được 5 tốc cần chai liên khoảng sắp 5 đô ạ. Một tốc cần 13 đô giá khá là cao quá. Rồi sau khi các bạn lướt cấp chai xong bạn bấm nút submit này các bạn. Rồi bạn mới đáp lệnh các bạn. Rồi các bạn bấm nút chat. Rồi các bạn bấm smart challenge này rớt các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn ghi in group trên Telegram là username Telegram của tất cả các bạn nha. Ôi. Các bạn follow tại Twitter các bạn chứ. Rồi and submit username tại Twitter của các bạn. Rồi các bạn chờ xíu nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like và tweet bài dưới game nha các bạn. Airdrop này nó có 50 triệu tục cần chai liên phân phối các bạn. Airdrop này nó sẽ kết thúc vào 2000 vào ngày 5 tháng 1 nó sẽ phân phối vào 2000 vào ngày 20 tháng 2 năm 2021 với các bạn. 20 xu đi. Chạy nhiều được tháng mấy thì tháng các bạn. Rồi các bạn mở Twitter của tất cả các bạn điền lại username Twitter của các bạn cộng MMO của anh. Cộng MMO của anh rồi. Tiếp tục thì copy cái hack tan này các bạn request nha các bạn, tan 5 người bạn vào. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Các bạn nhấp vào Binance nè. Các bạn nhấp vào đây nè. Hồi nãy mình đã tự quyết. Bây giờ các bạn hồi nãy mình tự quyết thì mình hoàn tất lại đi các bạn. Các bạn bấm vào tự quyết cho trả lời nha các bạn. Các bạn bắt vào đây nè. Và các bạn bắt đắp lại đi các bạn. Cái này mình đi tiếp trả lời. Các bạn chích dẫn cho tôi quyết nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào nha các bạn. Bắt các tách nãy vào. Rồi tiếp tục thì các bạn tăng 5 người bạn vào nha các bạn. Cộng Phong Thanh các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Cộng các bạn lưu ý các bạn tăng những người bạn nào thì các bạn tăng thường xuyên nha các bạn. Các bạn tăng loạn xạ là nó sẽ phá tài quyết của các bạn. Rồi các bạn tài quyết lên nha các bạn. Rồi sau khi các bạn tài quyết xong các bạn cũng mở cái Twitter của tất cả các bạn ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba chỗ gạch bên cùng nữa. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Các bạn chia sẻ và tự viết bài viết nè các bạn. Rồi các bạn sao chép đến Twitter nha các bạn. Rồi sau khi các bạn sao chép xong các bạn cũng mở lên Telegram bot các bạn bắt ở đây nè các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot tiếp tục nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join kênh group kênh seller rồi các bạn ghi lại username nha các bạn.
Rồi đây thì mình đã cho rồi. Rồi tiếp tục. Rồi các bạn điền điền lại một cái username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Nó gồm anh 1133 nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ C20 bên dưới chút Colette máy xe Colette chính hát của mình nha các bạn. À, mình thông báo cho tất cả các bạn là trên kênh mình đã tốc cần BCMC1 này nó đã phân phối và nó đã list sàn B2B chứ các bạn ơi. Rồi các bạn các bạn lấy địa chỉ NH của tất cả các bạn. Đây. Các bạn sao chép lên nha các bạn. Các bạn mở con bot ra nè. Các bạn dán vào nữa các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào xác thiết cái cập nhật số dư tài khoản của mình nha các bạn. Mình đã nhận được 5 token cho anh Linh nè. Linh giáo của bạn chia sẻ quýt giao thôi. Rồi vậy video này kết thúc. Mời các bạn mình sẽ tạm biệt tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.